Xin chào anh em đã quay trở lại với Vinh Thành Audio. Và hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc đi Yamaha model là DSP AX 559. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là sang trọng và rất là đẹp nha. Một cái màn hình to ở giữa nha. Và dòng này thì nó về trong tình trạng là đẹp long lanh và nó sẽ kèm theo một cái hiển phụ kiện của Yamaha có thể chỉnh full được các chức năng của máy. Với dòng này thì nếu như anh em không có chiếc điều khiển từ xa thì nó sẽ không thể vào bên trong cài đặt volume, cài đặt loa lớn, loa nhỏ thì nó sẽ không phát huy hết tất cả phần công suất của loa nha anh em. Với dòng Yamaha AX559 này thì nó sẽ có kết nối cộng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, cộng analog để ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và với thiết kế công suất maximum ở loa 6 ohm, nó lên tới là 135W, đánh rất khỏe nha, và anh em vẫn có thể lắp thêm vang số vào để chơi karaoke tốt. Đây là chế độ 6 CH stereo, thì với chế độ này anh em có thể nghe nhạc bằng 6 loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Về kích thước chiều ngang của máy nha, đây là dòng size lớn là 435mm. Chiều cao là 171mm và chiều sâu của nó là 393mm. Điện áp là 100V và công suất của nó lên tới là 250W nha. Đánh rất là khỏe. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của chiếc đi Yamaha AX559. Cổng vào đầu tiên là cổng DVD nha, cổng quang, và cổng CD đó là cổng analog. CD. Một ngày lập đông gió lạnh vào lòng, bâng khuâng chợt đến mắt môi trắng, mong người biệt biệt phương xa. Thương anh tháng năm dài dầu, nỗi buồn cô phụ bao la. Miền xa xin em thấu hiểu được lòng, xuân xanh một thuở em chờ. Hai loa phòng nha, hai loa surround. Bây giờ mình còn xa nhau, nhưng tim con. Rồi, một loa center và loa center Slovak nha. Và như vậy là ta có thể chơi cùng lúc là 6 loa. Đây là cổng quang, anh em có thể chơi tín hiệu từ Smart TV xuống, và cổng CD, đây là cổng analog nha. Và thông số của chiếc đi Yamaha DSP AX559, điện áp 100V và công suất của nó là 250W. Và máy về thì trong tình trạng là đẹp long lanh luôn nha anh em. Mặt phay nhôm. Đây là nút để thay đổi các chế độ âm thanh nha. Chế độ 2 kênh, chế độ 6 CH stereo. Xoay cái nút này để thay đổi các chế độ âm thanh. Yamaha 559. Ruột căng sạch sẽ nha anh em. Dòng này thì nó sẽ đánh làm 12 sò thang lớn. Biến thấy nguồn Yamaha to. Với chiếc đi Yamaha DSP AX559, mặt phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh, hỗ trợ kết nối cộng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, cộng analog để ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và ngoài ra ta vẫn có thể lắp tâm phản số vào để chơi karaoke tốt. Với chiếc đi này thì em sẽ để một cái giá cực tốt luôn để cho anh em chơi, 2.400.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852 để ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.